strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay sẽ trải nghiệm con game mới Project Turanium anh em à. Dạng con game hack não trí tuệ đó. Thì hôm nay có coi phần giới thiệu thì có vẻ như là game giải đố anh em à, mới ra mắt nha. Thì cứu bối cảnh là giải cứu các em thực vật ở ngoài hành tinh, sau đó gửi về trái đất quá. Mình coi phần giới thiệu thì mình đoán là như vậy. Tại vì cái phần mô tả game thì nó có vẻ nó không được nhiều lắm, hình như là đang vẫn đang phát triển sao á anh em à. Thì hồi nãy có coi thử cái phần chơi thử thì thấy cũng khá là ok. Bây giờ mình sẽ vô ha, vô coi bên trong nó có những cái gì đây. À đây là nó có các cái địa hình nè, sa mạc rồi cái gì đây, hành tinh, cây cối gì đây nè anh em, biển nè, rồi núi các thứ nè. Thì để mở khóa thì phải chắc là phải mở khóa hết mấy cái boss này, nó có số từ 0 đến mười mấy đây nè. Thì ở đây có phần cài đặt, thử vô coi thử ha. Ngôn ngữ tiếng Anh nè, thử đổi coi tiếng gì đây anh em, tiếng Pháp nè, tiếng này tiếng gì không biết anh em à, tiếng Italia nè, cái gì tiếng Tàu, tiếng Trung gì đây, một loạt luôn đây anh em, tiếng Hàn Quốc nữa chứ, này Hàn Quốc hay Nhật Bản ta, Hàn Quốc thì phải. Bồ Đào Nha, rồi tiếng gì đây, tiếng gì, tiếng Do Thái à, tiếng Indonesia, tiếng Anh hầu hết rồi anh em, không có tiếng Việt ha. Nhưng mà mình coi phần trainer thì có vẻ như là nó cũng không có khó khăn lắm, cho nên là tiếng Anh chơi cũng được anh em à. Tiếng Anh chơi cũng được, mình có chơi thử phần hướng dẫn thì nó là cái dạng mở khóa thôi. Mở khóa gọi là game hack não đó. Ok, đây mình sẽ vô luôn cái phần boss thứ nhất ha. Cái thùng thứ nhất. Đây nãy lúc nãy chơi giới thiệu nó cũng có một cái thùng giống vậy, nhưng mà cái cấu trúc nó khác anh em à. Đây thì nó có các cái mặt tổng quan nè. Đấy, để mình mở cái boss này ra thì sẽ lấy được cái con thực vật ở trong đây. Đấy, lấy được cái con thực vật ở trong đây để gửi về trái đất nghiên cứu anh em à. Ở đây có cái hình tròn gì đây, mình vô đây mình coi nè. Thì nó có cái mũi tên thì mình cứ xoay theo cái mũi tên thôi. Đó, mở ra được một cái gì đây. Cái gì đây? À, cái này là lắp thành hình cái ổ khóa anh em à. Đây, từ từ nha. Ủa sao cái này nó có nhiều mảnh quá vậy? Ủa nó có hai cái mảnh này luôn ta. À đây. Đây rồi anh em à, xong rồi. Thì hồi nãy là nó cũng giới thiệu là cũng phải kiếm một cái chìa khóa để nhét vào. Nói chung ổ khóa thì phải có chìa khóa anh em à. Không thì không chơi được ha. Ở đây thì nó có một cái đĩa nè. Cái đĩa này mình phải kiếm một cái đĩa mình nhét vào. Tại hồi nãy ở cái mục chơi thử nó cũng có cái mặt này. Thì chắc là nó cũng na ná nhau. Bây giờ đi kiếm cái đĩa ha, thì nó có các cái mặt nè. Đấy, ở đây là cái mặt gì đây? Đây là một cái giống cái hình chìa khóa ha, nhưng mà phải có hai cái mặt ở trên ở dưới nữa nè. Ở đây thì phải đi kiếm. Đây con nước quay lại, mình qua cái mặt khác thì những cái mặt này nó sẽ liên hệ với nhau. Ở đây là có cái mặt mật khẩu, mà dưới này là đây, trên đây mới là mật khẩu, ở dưới này là một cái chắc khả năng là có cái chìa ở trong đây anh em à. Nhưng mà bây giờ phải kiếm cái mật khẩu ở đâu đây, mật khẩu à, bây giờ kiếm mật khẩu ở đâu ta, làm sao để có được cái mật khẩu này mới là cái vấn đề đây nè. Một cái khúc này hơi khoai khoai anh em à. Mật khẩu đâu, làm sao ra được cái mật khẩu ở đây. Khúc này hơi bí hiểm nha. Cái tàu lao thì xem coi nó có cái gì đặc biệt không. Ủa nó có cái gì nè anh em. À có con ốc. À con ốc này hình như là chỗ cái mặt nè. Thích vô tụi mình quay lại cái mặt coi. Đây anh em à. Đây cái con ốc nó ở trên đây nè. Bây giờ còn hai con ốc nữa. Chà, hơi căng nha. Thì ở đây nó có cái phần gọi là coi quảng cáo để tìm gợi ý nè. Cái này là nó kêu là mình mua để không phải coi quảng cáo, tức là nó có hai cách để gợi ý trong những cái kiểu như là trong những cái bài toán khó quá đó, thì nó sẽ gợi ý bằng cách chúng ta coi quảng cáo hoặc là chúng ta phải bỏ tiền ra mua anh em à. Tụi mình tốt nhất là nên coi quảng cáo đi, nhưng mà khúc này mình chưa cần. Đây có con ốc nó nằm trên góc này nè. Đấy, cái xong hai con nha. Đây hai con rồi nè. Bây giờ kiếm thêm một con ốc nữa là ok luôn đó anh em mà, đẹp luôn á. Nói chung con game này chơi giải trí mình thấy nó cũng khá là hay. Thể loại gọi là
trí não này mà, để luyện cơ não. Đây có con ốc dưới đây nè, đây 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 đây, đấy xong. Ủa cái này không để ý là không biết luôn nha anh em. Thì mình nghĩ là cứ chơi xong rồi kích tào lao đi anh em, mà cứ kích tào lao. Ôi đây kích được cái cây này luôn nè, cái gì đây, à đây có cái cây nè, cái này là một cái gì nè anh em, đó anh em kích tùm lum cái tự nhiên nó ra cái là mình biết là nó có huyền cơ à, cái nào kích vô được là ok. Đây thì khúc này là xong rồi nè, lấy được ba cái ốc vít rồi, lấy ba cái ốc vít rồi, giờ làm sao lấy cái này, lấy cái này sao đây. Ủa từ từ, ở đây nó có cái hình gì nè anh em, cái hình ba gạch, cái hình màu cam và cái hình sọc ngang. Ủa giống như ba cái cột vậy ta. Đây từ từ nha, hình như cái cột hồi nãy mình mới kích vào đây luôn nè anh em. Đây đây đây, đúng rồi, à đây thì đây ba cái cột đây, tức là nó sẽ có ba cái hình. Ồ thì ra là như vậy. Đây nó có cái gì đây, cái này không mở được anh em, mà chắc là chưa ấy cho nên chưa mở được. Thì ở đây có ba cây cột nha. Rồi rồi, từ từ quay lại chỗ kia, thì khúc này có ba cây cột, thì để xem nào, cái hình ba sọc này nó sẽ nằm ở trên đầu, hình cam này thì nằm giữa và cái hình sọc ngang này thì nằm cuối. À ok, đây thì cái hình ba sọc này nằm trên đầu thì mình kéo lên đầu nè, hình sọc ngang này nằm cuối ha. Còn cái hình đâu rồi, cái hình cái hình màu cam đây thì nằm giữa, ok luôn anh em. À ủa nó mở cái gì ra đây ta, nó mở một cái gì ở trên này nè anh em, trên này nó có một cái gì đó nó mở ra ở đây nè. Chà cái này bộ phận hơi nhiều nha, kiểu như là mở khóa gì đó, nhưng mà cái con chip đâu, cái con chip của mình hồi nãy đâu ta, rồi con chip đâu, chưa thấy có con chip luôn anh em. Mà sao lấy được cái con chip để bỏ vào cái mạch này đây ta, nó cũng là một cái vấn đề khá là chua ha. Đây thiếu cái con chip nè, có cái con chip bỏ vào thì nó mới mới mở khóa được anh em. À ở đây thì các cái mạch này thì mạch này chưa có mật khẩu nè. Thì hồi nãy theo cái trainer đó thì là cái mật khẩu nó sẽ hiện lên trên cái mặt, nhưng mà phải có cái con chip. Từ ở đây mình xem có cái gì đây. Ở đây là cái gì ta? Ở đây nó có cái chấm gì đây? Chấm sáng. À từ từ, bên này nó có một cái chấm sáng nè. Cái gì đây? À hiểu anh em à. Cái này là cái chấm sáng là mình phải mở ra mình coi nè, thì mình chọn cái chấm sáng tương ứng. Ok mình sẽ đây đây nguyên cái dòng cuối này sẽ là một đường chấm sáng nha. Thì ok mình sẽ qua đây, đây tương ứng là một đường chấm cuối nè. Đó thì ra là như vậy anh em, mà có vẻ hắc não nha. Rồi qua cột thứ hai thì cột này thì chỉ có một cái vị trí thứ hai từ trên xuống là có cái chấm sáng. Mình coi hết cái này luôn đi, là cái thứ hai ở đây nha. Đây 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 đây, cái chấm sáng nó nằm đây. Còn cái cột thứ ba này thì sao, cũng vậy luôn, cái chấm sáng nó cũng nằm ở đây luôn. Đây còn cái cuối cùng, à cái cuối cùng là một đường gạch hết. Ok vậy là hai cái chấm sáng và một đường gạch hết. Ok à hắc não thì đây, đấy là chỗ này và một cái đường dọc này luôn. Ồ lấy được cái chìa khóa anh em, mà lấy được cái chìa khóa nha, chìa khóa rồi sao nữa. Đây đây ở đâu mình, đây có cái chìa khóa nè, kéo cái chìa khóa vào. À đây nó có cái đồ vặn vít nè, vặn lên đó, nhưng mà vẫn còn thiếu cái gì ở trên đây, thiếu cái tay cầm ta. Rồi cái tay cầm đâu nhỉ, chà hơi rối não anh em. Mà nói chung là chơi cái này hắc não phết nha. Rồi cái tay cầm đâu, làm sao kiếm được cái tay cầm này. Vậy là phải có cái tay cầm nữa thì mới đủ cái chìa khóa để mình gọi là mình mở được cái ổ khóa. Nhưng mà cái con chip nó nằm ở đâu ta, con chip nằm ở đâu. À đây đây anh em, à có cái mũi tên này kéo xuống nè. Ây chà đau đầu nhỉ, hôm nay không biết cứ ấn vào không được nha, phải kéo xuống. Đây nó có cái đĩa gì đây, à lấy cái đĩa này. À rồi rồi rồi, lấy cái đĩa này bỏ vào đây.
đây ha. Đây là cái gì đây, xoay à. Đây có cái mũi tên nè, mở khóa. Ok, quay trở lại rồi nhét cái đĩa này vào đây. Đó, đây nó ra cái mật khẩu anh em à, 2087. Ok, đây thì ra cái mật khẩu thì lại quay cái chỗ mật khẩu đây, 2087 hả? Đây ở trên chứ, ở trên chứ. Đây 2087. Rồi, mở khóa thành công. Đây, lấy được cái mảnh cuối cùng rồi nè anh em. Ai chà, hắc não nha. Nghe nó có vẻ nó trí tuệ dữ anh em. Ok, đây xoáy xuống nè. Rồi, được cái chìa khóa ngon nghẹ luôn. Vậy là mình quay lại cái ổ khóa mình mở là xong. Có vẻ như là đã unlock được cái đầu tiên rồi anh em à. Kéo vàng. Cái gì đây, xoay hả? Ờ, xoay nè. Nãy nó phần giới thiệu nó cũng có giúp mình xoay ổ khóa là được. Ok, vậy là đã hoàn thành được một cái boss số 0 anh em à. Khá là đau đầu, thấy chơi nó trí tuệ phết hả. Ok, thì đây chạy kiếm con game mới, nói chung là để thư giãn cũng được qua cái boss thứ hai nè. Ủa cái này bị gì đây, giống bị lỗi vậy ta, sao thấy có gì vậy, bị lỗi anh em à, lỗi rồi, game mới ra mà lỗi quá anh em, ảo thật sự, hỏng hết rồi, game ra mới ra như thế này thì mất điểm trong mắt người chơi quá, lỗi anh em à. Từ để mình sẽ quay lại được không ta. Đây nó có cái level select nè, như là chọn một cái level khác. Đây đây nó ra ngoài màn hình chính rồi nè. À đây anh em ơi. Vậy là cái thứ hai nè, hồi nãy mình qua cái boss số 1 nè. Boss 0 mình xong rồi, mình tới cái boss 1 thì nó bị lỗi. Đây, đúng là cái boss 1 rồi. Thì nó bị lỗi anh em à. Con game này nó vẫn còn lỗi ha. Thì anh em kích vào cái phần cài đặt này để thoát ra. Ý nó được rồi nè. Nó bị lỗi anh em à. Bị lỗi nha, nó trắng trắng à, không chơi được. Thì bây giờ mình thoát ra mình chơi cái khác thì xem như thế nào. Thì mình qua cái hành tinh tiếp theo, mình mở cái boss số 4 thử xem. Hy vọng là không lỗi ha. À, đây có một cái boss mới anh em à, cái boss số 4. Thì ok đấy. Thì game đó là game dạy đố anh em à. Boss số 4 này thì biết là làm cái giống gì đây. Đây nó có cái mục 36FD gì đây, 36FD dưới này nó có một cái xoay xoay nữa nè. À đây đây đây, mình cái này thì dễ nè, chắc là như thế này. Ở đâu cái chữ thì ở cái số ở bên trên, số là 36FD đúng không ta. Quay lại coi lại anh em. Đây đây đây, 36 chữ F bị ngược ha, chữ D bị ngược. À, cái gì đây, D hả, ok nè. Chữ F, ok nè, số 3, số 6, wow, lấy được một mảnh khá là easy, nhưng mà mình nghĩ chắc là cái boss này sẽ vẻ khó đấy, anh em mà khó đấy, thì ok, thì thôi ok, hôm nay chắc mình trải nghiệm tới đây thôi, nói chung con game này chơi được giải trí cũng khá là ok, thuộc dạng game giải đố mà khóa, mình thấy cũng rất là hay, thư giãn cũng được nhưng mà nhiều khi mở không được, đâm ra lại đau đầu nha anh em, đau đầu phết á. Ok thì chắc trải nghiệm con game này tới đây thôi. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nha. Nếu anh em thích con game này thì mình có thể làm tiếp. Nó thuộc cái dạng giải đố, mình thấy chơi nó cũng khá trí tuệ ha. Nó thuộc game trí tuệ thì cũng không phải nạp tiền nhiều. Chủ yếu là chơi thư giãn giải trí là chính. Ok thôi, chắc mình kết thúc video clip này tại đây ha. Hẹn gặp lại anh em ở các video clip tiếp theo. Bye bye.